Thậm chí bạn có thể nói rằng ồ tôi không muốn giàu có, tôi như thế này là rất là đủ đối với tôi rồi, và đối với tôi happy mà. Thế thì đó chính là lý do tại sao bạn chưa giàu. Rất nhiều người hiện nay đang gặp phải những cái vấn đề về khó khăn về tài chính, gặp phải rắc rối về tài chính, và họ cho rằng là họ gặp phải rắc rối về tài chính bởi lẽ họ không có vốn, họ chọn cái ngành nghề không đúng, hay là họ sinh ra trong gia đình nghèo khó, rồi họ gặp phải cái lúc mà nền kinh tế đang bị đi xuống, vân vân. Có thể có rất nhiều các lý do khác nữa mà họ có thể đổ lỗi cho cái tình hình rắc rối về tài chính của họ. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng đó không phải là nguyên nhân, mà nguyên nhân chính ở đây phải là cái tôi. Rất nhiều người có thể nói rằng không, tôi làm gì có cái tôi không có cái tôi nào hết, và đó chính là cái tôi lớn nhất. Ok, vậy thì tôi có thể nói với bạn rằng là đến bây giờ là tôi có hơn 20 năm làm kinh doanh, và 15 năm tôi đã quản lý ở nhiều vị trí khác nhau trong tập đoàn Hoa Cao cũng như trong SBK Holding, và tôi đã 2 lần phá sản, và đến bây giờ thì tôi đã hoàn toàn tự do về tài chính. Và tôi muốn chia sẻ với bạn là trong quá khứ là 10 cái tôi sau đây đã níu kéo tôi lại và đã giữ tôi lại để khiến cho tôi là chưa được thành công, chưa được giàu có. Nhưng bây giờ khi mà tôi đã đạt được tự do tài chính rồi thì tôi muốn chia sẻ lại với bạn rằng nếu như trong trường bạn bị một trong số 10 cái, hay là bạn bị nhiều cái tôi sau trong số 10 cái này, thì chắc chắn nó sẽ níu kéo bạn lại, khiến cho bạn chưa giàu có. Cái tôi thứ nhất đó là tôi biết rồi. Cái tôi biết rồi ấy, là muốn nói lên rằng là bạn biết tất, bạn biết tuốt, bạn biết mọi thứ, và bạn chả cần học ai cả, bạn chả cần đọc sách gì cả. Và đây chính là lý do vì sao tôi đã bị phá sản 2 lần. Khi mà bắt đầu kinh doanh, tôi cho rằng là tôi đã được học quản trị kinh doanh, tôi đã học cao học quản trị kinh doanh, tôi đã biết rất nhiều thứ rồi, cho nên tôi không cần hỏi ai, tôi không cần học ai cả. Và vì vậy cho nên là cái kết quả đó là sự thất bại. Và bạn biết rồi đó, là cái sự thất bại nó là cái hệ quả tất yếu khi mà mình cho rằng mình biết tuốt, biết tất. Và không chỉ bị thất bại mà tôi còn mất sạch tất cả những cái khoản tích lũy cho đến thời điểm đó, và cộng thêm đó tôi còn có một cái khoản nợ rất lớn. Và nếu như trong trường mà bạn cũng giống như tôi, mà đã từng là tôi biết rồi, thì bạn cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Vì vậy cho nên là có một nhà khoa học nổi tiếng, đó là Albert Einstein, có câu: nếu bạn làm lại những cái thứ giống nhau mà bạn muốn có một cái kết quả khác thì bạn là kẻ điên. Cho nên là khi mà bạn đang có cái sở hữu cái tôi biết rồi thì chắc chắn nó đang giữ níu kéo bạn lại và khiến cho bạn chưa giàu, chưa thành công. Cái tôi thứ hai đó là cái tôi sợ hãi. Bạn sợ gì? Bạn sợ mất tiền, bạn sợ thất bại, bạn sợ không thành công, bạn sợ sai, bạn sợ ý kiến của người khác, bạn sợ rất nhiều thứ. Bạn có thể tự thoại trong đầu của mình rằng điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi thất bại trong phi vụ này? Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi mất hết tiền? Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi mất tất cả những gì tôi đang có? Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi làm sai? Và điều gì sẽ xảy ra nếu như? Và vì những các cái điều mà bạn là tự thoại trong đầu đó, nó khiến cho bạn là gì? Sợ mà bạn không dám làm gì cả. Và vì bạn không dám làm gì cả cho nên là bạn nghèo. Và vì bạn không dám làm gì cả cho nên bạn không thành công. Và nếu như trong trường hợp bạn mà có cái tôi sợ hãi này ấy, thì chắc chắn nó sẽ níu kéo bạn lại và bạn không thể thành công được và bạn không thể giàu có được. Cái tôi thứ ba đó là cái tôi đổ lỗi. Cái tôi đổ lỗi thường nó nói như thế này này: đó không phải là lỗi tại tôi, thất bại này không phải lỗi tại tôi, đó là lỗi tại chính phủ, đó là lỗi tại nền kinh tế, đó là lỗi tại bởi vì là gia đình tôi, là tôi sinh ra trong gia đình có bố mẹ nghèo, hay là tôi sinh ra ở nông thôn, hay là đó là lỗi tại sếp của tôi, lỗi tại bạn bè tôi níu kéo tôi lại, hay là đó là lỗi bởi là cái ngành nghề mà tôi lựa chọn, vân vân. Nói tóm lại là có hàng trăm hàng nghìn các lý do để đổ lỗi, và họ thường là đổ lỗi cho người khác. Bạn có biết không, khi bạn chỉ ngón tay trỏ về người khác để đổ lỗi như thế này thì 3 ngón tay khác đang chỉ về phía bạn.
Cho nên nếu như trong trường mà bạn có cái tôi đổ lỗi ấy, thì đó chính là lý do vì sao đang giữ bạn là đang níu kéo bạn lại và khiến cho bạn chưa thể giàu có được. Hãy chấm dứt đổ lỗi. Cái tôi thứ tư đó là cái tôi về niềm tin giới hạn. Cái tôi về niềm tin giới hạn này thường nói như thế này này: ồ, tôi không thể làm được, ồ, tôi không đủ tiền, ồ, tôi không đủ kinh nghiệm, ồ, tôi không đủ kỹ năng, ồ, tôi không thể là giải quyết được vấn đề này, ồ, tôi không thể làm giàu được. Nói tóm lại là có thể có hàng nghìn, hàng trăm những các cái thứ kiểu dạng như vậy. Và đó tôi gọi là cái tôi niềm tin giới hạn. Khi bạn có cái tôi niềm tin giới hạn ấy, thì chắc chắn bạn sẽ là gì? Bạn sẽ là không thể thành công, bạn sẽ không thể giàu có được. Bởi vì bạn nói là bạn không thể. Henry Ford có nói một câu là: whether you think you can or cannot, you are right. Cho dù bạn là tin rằng bạn có thể hay bạn không thể, bạn đều đúng. Chính vì vậy cho nên nếu bạn tin rằng bạn không thể giàu, bạn không thể thành công, thì bạn chắc chắn bạn không thể giàu và bạn không thể thành công được. Nếu bạn còn sở hữu cái niềm tin giới hạn này, cái tôi niềm tin giới hạn này, thì đó chính là lý do vì sao bạn chưa giàu, đó chính là lý do vì sao bạn chưa thành công. Cái tôi thứ năm đó là cái tôi biện minh. Cái tôi biện minh thường là như thế này này: là khi mà người ta thất bại ấy, thì người ta hay tìm những các cái lý do nghe có vẻ rất là hợp lý, nghe có vẻ rất là thuyết phục để họ biện minh cho cái sự thất bại của mình. Ví dụ như này: tôi quá già rồi để bắt đầu, hay là tôi còn quá trẻ để bắt đầu cho nên tôi chưa thành công được, hay là tôi còn có con rồi tôi còn có vợ, tôi còn có chồng để tôi còn phải hy sinh cho gia đình chứ, nên là tôi không thể thành công được. Rồi họ cũng có thể có những cái lý do là: ồ, bây giờ là cạnh tranh khốc liệt lắm, bởi vì nền kinh tế bây giờ đang ở giai đoạn thoái trào. Và tất cả những kiểu dạng lý do tương tự như vậy thì để cho người ta muốn biện minh cho cái sự thất bại của mình, và để họ huyễn hoặc cho cái sự yếu kém và cái sự nghèo túng của họ. Và đó chính là lý do vì sao là bạn chưa giàu nếu như bạn đang sở hữu cái tôi biện minh. Cái tôi thứ 6 đó là cái tôi ghen tị. Khi bạn nhìn thấy một người giàu có, một người sở hữu một cái ngôi nhà đẹp, những cái chiếc xe sang, bạn có thể nói rằng một lũ tham lam, một lũ keo kiệt. Và nếu như trong trường bạn ghen tị, bạn đố kỵ và bạn phán xét những cái người giàu có như vậy, thì đó chính là lý do vì sao là bạn hiện nay chưa giàu. Và đó chính là lý do vì sao bạn hiện nay đang nghèo. Rất nhiều người là phán xét rồi nhận xét trên mạng xã hội rồi trên YouTube về bản thân tôi, nhưng điều đó nó không ảnh hưởng gì đến tôi cả, và nó chỉ ảnh hưởng đến chính bạn mà thôi. Vì vậy cho nên hãy chấm dứt phán xét, đố kỵ đối với lại những người giàu có. Và để bạn trở nên giàu có, để bạn trở nên là thành công, thì đừng ghen tị và đừng đố kỵ. Cái tôi tiếp theo đó là cái tôi phán xét. Khi bạn nhìn thấy một người đàn ông bước lên một cái xe sang trọng với một người vệ sĩ mở cửa cho mình, bạn bắt đầu có một cái suy nghĩ và phán xét trong đầu bạn là: ông nghĩ ông là ai chứ? Chẳng qua ông cũng chỉ đi cái xe của là bố mẹ mua cho thôi. Hay là ông nghĩ ông là ai mà ông có vẻ vênh váo thế? Làm sao bạn biết được đó là xe của bố mẹ mua cho người ta? Căn cứ đâu mà bạn phán xét như vậy? Và đó chính là lý do vì sao bạn vẫn nghèo, đó chính là lý do vì sao bạn chưa giàu. Hãy chấm dứt phán xét, hãy chấm dứt là áp đặt những cái giá trị của mình lên người khác. Hãy chấm dứt là mang những cái óc phán xét của mình ra để gọi là nhận xét thế này, nhận xét thế kia về người này, người kia. Hãy chấm dứt. Cái tôi thứ 8 đó là cái tôi an toàn. Cái tôi an toàn thường nói như thế này này: ồ, tôi ổn mà, tôi cảm thấy như thế này là đủ mà, tôi cảm thấy như này là thoải mái mà, ồ, tôi cảm thấy là tôi vui với những cái gì mà tôi đang có, ồ, tôi cảm thấy là hiện nay tôi đang rất là thoải mái mà. Khi bạn cảm thấy thoải mái, khi bạn cảm thấy an toàn trong cái là không gian hiện tại của bạn, thì có nghĩa là bạn đang ở trong cái vùng an toàn.
mà cái vùng thu nhập của bạn nó cũng chính là cái vùng an toàn của bạn. Nếu như bạn mà hiện nay đang cảm thấy thoải mái, bạn đang cảm thấy an toàn thì có nghĩa rằng bạn đang ngừng phát triển. Và T.H. Baker có nói một câu như này: khi bạn ngừng phát triển thì đó là bạn đang chết dần. Vậy nên đây có lẽ chính là cái điều mà đang là níu kéo bạn lại, đang giữ chân bạn lại và khiến cho bạn chưa giàu có. Thậm chí bạn có thể nói rằng ồ, tôi không muốn giàu có, tôi như thế này là rất là đủ đối với tôi rồi, và đối với tôi happy mà. Thế thì đó chính là lý do tại sao bạn chưa giàu. Cái tôi thứ 9 đó là cái tôi làm vừa lòng tất cả mọi người. Đây là cái tôi thường như thế này này: tôi ưu tiên gia đình tôi lên trên, tôi ưu tiên vợ con tôi lên trên, tôi ưu tiên những người khác lên trên. Thế còn bạn thì sao? Rất nhiều khi mà bạn muốn là ưu tiên bạn, đúng không? Thì bạn lại cho rằng là bạn lúc đấy thì bạn là ích kỷ. Nhưng thực ra là trên máy bay, nếu như mà trong trường hợp khẩn cấp thì chúng ta thường là phải đeo mặt nạ cho mình trước khi đeo mặt nạ cho người khác. Tức là chúng ta phải giúp được chúng ta trước thì lúc đó chúng ta mới giúp được cho người khác. Khi đó chúng ta không còn là ích kỷ nữa, bởi vì nếu chúng ta không giúp được mình thì chúng ta sẽ không giúp được người khác. Cho nên cái việc ích kỷ mà theo cái cách nghĩ như thế này ấy, thì nó chỉ là mang tính chất tạm thời thôi. Còn lại là chúng ta cần phải trở nên giàu có, chúng ta mới giúp được người khác giàu có. Chúng ta phải trở nên thành công, chúng ta mới giúp được người khác thành công. Chúng ta chỉ có thể cho được những cái thứ mà chúng ta là có để chúng ta cho người khác. Cho nên có thể đôi khi chúng ta có thể trở nên là ích kỷ một chút cho bản thân, nhưng thực chất điều đó chính là để chúng ta rộng rãi hơn. Vì vậy đừng làm vừa lòng tất cả mọi người, đừng làm vừa lòng tất cả những người khác để cuối cùng là bạn lại không vừa lòng với chính mình. Thà rằng mất lòng người khác nhưng để sống với cuộc sống của chính mình còn hơn là bạn làm vừa lòng với tất cả mọi khác mà bạn mất bản thân bạn và bạn đánh mất chính bạn khi bạn muốn làm vừa lòng everyone, làm vừa lòng mọi người. Cái tôi thứ 10 đó là cái tôi giả tạo. Cái tôi giả tạo có nghĩa là bạn không sống đúng với con người thật của mình. Lúc bạn thế này, lúc bạn thế khác. Và khi như vậy thì bạn sẽ đánh mất niềm tin và không ai tin bạn cả. Và bạn không tạo được niềm tin thì không ai muốn chơi với bạn. Và đây chính là lý do vì sao bạn chưa giàu có. Và đây chính là lý do vì sao bạn chưa thành công. Hãy sống đúng với bản thân mình. Hãy là bản thân chính bản thân bạn, thay vì sống một cuộc sống của người khác. Đừng bao giờ đeo cái mặt nạ của bạn lên trên mặt. Và hãy sống thật với chính con người của bạn để bạn trở nên đáng tin cậy hơn. Và chỉ như vậy mới giúp bạn trở nên giàu có. Trên đây là 10 cái tôi mà đã níu kéo tôi lại trong những cái thời gian trong quá khứ. Và bản thân tôi hiện nay vẫn có những cái tôi mà chưa thể xóa sạch hết được. Và tôi đang cố gắng nỗ lực mỗi ngày để xóa bỏ đi những cái tôi này. Vậy thì còn bạn thì sao? Bạn gặp phải những cái tôi nào trong 10 cái tôi trở lên ở trên? Và nếu bạn nói rằng là tôi không có cái tôi nào thì đó là bạn nói dối. Và tôi cho rằng mỗi chúng ta đều có những cái điểm là những cái điểm khuyết thiếu, những cái điểm yếu, và chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật để chúng ta nỗ lực cố gắng cải thiện, cố gắng kaizen mỗi ngày để những cái tôi này không níu kéo chân chúng ta lại. Hãy chấm dứt những cái tôi để bạn trở nên giàu có hơn. Hãy tránh những cái tôi ở trên để bạn trở nên giàu có hơn.